Sau cánh gà lộng lẫy, nhiều mỹ nhân Việt chưa thể sinh con vì bệnh tật. Con cái là điều mà đôi vợ chồng nào cũng mong chờ nhưng không dễ dàng có được. Kylie là diễn viên nổi tiếng quen mặt với khán giả truyền hình phía Nam qua hàng loạt bộ phim như Cổng Mặt Trời, Sóng Gió Cuộc Đời, Kiều Nữ và Đại Gia, Hàng Mặt Tử, Mùa Chim Én Xôn Xao. Năm 2016, cô kết hôn cùng đồng nghiệp Thanh Duy, cả hai được nhận xét là cặp đôi ăn ý trong giới nghệ thuật. Tuy nhiên, sau 3 năm kết hôn, nữ diễn viên vẫn chưa có con do phát hiện có khối u nhỏ tuyến giáp, chưa biết lành hay ác. Kylie lý giải, thực ra khi có khối u, nhiều phụ nữ vẫn có thể mang thai, nhưng khả năng hên xui rất cao. Nếu u lành thì không sao, nhưng nếu u ác tính sẽ di căn, ảnh hưởng đến việc mang thai. Vợ chồng nữ diễn viên không phải không thể sinh con vì hiếm muộn mà vì chưa thả do bệnh ở tuyến giáp. Cuối năm 2018, Kylie thông báo tin vui khi tiết lộ, tôi đã mổ xong tuyến giáp được vài tháng, kinh tế ổn định nên sẵn sàng chào đón thành viên mới. Không nhất thiết chờ đợi thêm, những lúc rảnh rỗi tôi qua nhà Thúy Diễm hay Tú Vi cưng em bé cho đỡ thèm, sẵn học thêm nhiều bí kíp kinh nghiệm duyệt bầu bì. Tôi mong sinh con gái đầu lòng, sau đó thêm một cu cậu cho đủ nếp đủ tẻ. Trúc Diễm, tháng 2, 2015, Trúc Diễm hạnh phúc lên xe hoa về nhà chồng cùng ông xã Việt Kiều. Tính đến nay đã hơn 3 năm kết hôn, cặp đôi sống vô cùng hạnh phúc viên bản bên nhau, nhưng Trúc Diễm vẫn chưa mang thai. Nhiều năm trước đây, khi được hỏi về kế hoạch sinh con, Trúc Diễm đều cho rằng cô thuận theo tự nhiên, khi nào có sẽ đón nhận. Thời gian vừa qua, người hâm mộ vô cùng sửng sốt khi nhìn thấy hình ảnh khác lạ của người đẹp Trúc Diễm. Gương mặt sưng phù, mắt lồi to khiến nhiều người nghi vấn có sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ. Tuy nhiên, lý do Trúc Diễm đưa ra lại gây xót xa. Cô bị phát hiện bệnh cường giáp khiến sức khỏe giảm sút suốt 2 năm qua. Căn bệnh còn khiến cô không thể sinh con dù đã kết hôn từ năm 2015. Trúc Diễm cho biết cô gặp phải rất nhiều áp lực khi bạn bè hỏi mẹ chồng nhắc nhở về chuyện vẫn chưa có con. May mắn ông xã Trúc Diễm luôn ở bên chăm sóc động viên vợ. Ngoài việc ở bên cạnh động viên thì anh cũng thường dẫn tôi đi du lịch cho khuây khỏa. Tôi nhớ nhất một câu nói mà chồng mình từng nói với tôi, từ nay em cứ lo nghĩ cho bản thân và sức khỏe của mình, những chuyện khác không còn là điều quan trọng. Trúc Diễm thừa nhận việc mắc bệnh là nguyên nhân khiến vợ chồng cô chậm chuyện con cái. Qua năm 2019, sức khỏe ổn định hơn, khả năng sinh nở dễ kiểm soát hơn nên Trúc Diễm hy vọng sớm có tin vui trong năm nay. Harry Won, 3 năm sau khi kết hôn, cặp đôi nổi tiếng bậc nhất showbiz Việt hiện tại Trấn Thành Harry vẫn đang nợ người hâm mộ một tin mừng. Trong một chương trình truyền hình, Harry đã tiết lộ một phần lý do vợ chồng cô chưa mang thai là bởi người đẹp từng bị ung thư cổ tử cung. Liên quan đến bệnh tình của Harry Won, Trấn Thành cho biết, tôi đón nhận điều đó rất bình thường bởi tôi luôn quan niệm bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra với chúng ta. Dù cô ấy như thế nào, tôi vẫn yêu cô ấy thôi. Và tôi nghĩ ngược lại, chắc gì tôi đã không bệnh trước cô ấy. Năm 2018 vừa qua là năm cột mốc để Harry Won biết được căn bệnh quái ác này có tái phát hay không. Và ở thời điểm hiện tại 2019, rất nhiều người đang mong chờ một cái kết có hậu cho cặp đôi. Nghi vấn Harry Won mang thai thời gian gần đây đã được đại diện nữ ca sĩ phủ nhận, nhưng khán giả vẫn mong cặp đôi sớm báo tin vui. Nghiện dao kéo, Lê Giang đã thay đổi như thế nào sau 18 năm? Lần đầu tiên Lê Giang đụng tới dao kéo là năm 29 tuổi. Sau đó, cứ gặp chuyện buồn là Lê Giang lại tìm đến dao kéo để đổi vận. Lê Giang sinh năm 1972, xuất thân là một nghệ sĩ hát cải lương. 15 tuổi, Lê Giang là đào chính các gánh hát tỉnh miền Tây. 18 tuổi, Lê Giang gia nhập đoàn cải lương Thanh Nga và nhận chiếc huy chương vàng hội diễn sân khấu chuyên nghiệp toàn quốc đầu tiên với vở Dòng sông Đầm Lầy. 2 năm sau, Lê Giang kết hôn với nghệ sĩ hài Duy Phương. Thời điểm đó, sân khấu cải lương cũng bắt đầu đi xuống. Trong khi thời của tấu hài nổi lên, Lê Giang rút khỏi sân khấu cải lương theo chồng đi tấu hài khắp nơi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của Lê Giang và Duy Phương tan vỡ sau 7 năm nên duyên chồng vợ. Chia tay Duy Phương vì điều kiện kinh tế khó khăn nên Lê Giang buộc phải để lại con cho chồng nuôi và bắt đầu lại sự nghiệp. Khi vừa được khán giả đón nhận thì Lê Giang đột ngột kết hôn với một Việt kiều Úc, bỏ nghề theo chồng sang định cư nước ngoài. Những tưởng cuộc đời Lê Giang sẽ hạnh phúc, nhưng ở cuộc hôn nhân này, chị cũng phải ngậm ngùi chia tay sau những tháng ngày vất vả mưu sinh bằng nghề nail. Lê Giang ở thời điểm hiện tại, sau khi vừa tân trang lại, nhan sắc khác lạ của Lê Giang khiến con trai chị, diễn viên Duy Phước không nhận ra. Năm 2016, Lê Giang trở về nước sau khi chia tay người chồng thứ hai. Bởi quá đau khổ trong chuyện tình duyên cũng như đời sống chật vật, Lê Giang đặt niềm tin của mình vào chuyện tâm linh. Chị tin rằng sửa đổi nhan sắc sẽ sửa đổi phong thủy vận số, sẽ giúp cuộc đời chị sang một trang mới tốt hơn.
Và đó là lý do lần đầu tiên Lê Giang phẫu thuật thẩm mỹ, năm đó Lê Giang 29 tuổi. Trải qua 18 năm, cuộc sống Lê Giang giờ đây khác rất nhiều. Tưởng trở lại nghề sau bao nhiêu năm vắng bóng, khán giả sẽ không đón nhận, nhưng Lê Giang rất đắt show và có một lượng người hâm mộ đáng kể. Chẳng những hạnh phúc với bạn trai là doanh nhân có tiếng ở Sài Gòn, cuộc sống chật vật của chị cũng thoải mái hơn. Cũng chính bởi điều đó càng khiến Lê Giang thêm chắc chắn niềm tin của mình là đúng. Bởi vậy, mỗi khi gặp chuyện gì buồn, xui xẻo trong công việc, cuộc sống, Lê Giang phải đi sửa một cái gì đó trên người. Hơn nữa, sau mỗi lần chỉnh sửa được, mọi người khen trẻ đẹp, Lê Giang càng thích hơn. Thói quen đó vô tình khiến Lê Giang nghiện phẫu thuật và như trở thành con người khác hoàn toàn sau 18 năm đụng tới dao kéo. Lê Giang thời chưa dao kéo với vẻ đẹp hồn nhiên và trong sáng. Mặc dù là mẹ hai đứa con, nhưng Lê Giang vẫn vô cùng trẻ trung, nét trẻ con vẫn còn trên khuôn mặt. Một Lê Giang cực kỳ quyến rũ, ánh mắt hút hồn, gương mặt tự nhiên sau lần dao kéo đầu tiên là sửa mũi. Và Lê Giang của sau này cứ mỗi lần buồn hay gặp chuyện không may trong cuộc sống, chị lại tìm đến dao kéo để sửa cho hết xuôi, đôi mắt đã không còn vẻ tự nhiên quyến rũ nữa. Và sau lần sửa gần đây nhất, Lê Giang sửa cả mũi, mắt và miệng. Bị mỉa mai nghiện khoe tổ ấm, Lê Phương gay gắt. Miệng quăng rơm rác thì cuộc đời cũng là rác rơm. Trước những bình luận tấn công khiếm nhã, Lê Phương tuyên bố xóa hết và đưa ra lời đáp trả sau cây. Lê Phương đang có cuộc sống hạnh phúc bên chồng kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Không chỉ niềm hạnh phúc lứa đôi, nữ diễn viên còn khiến bao người ngưỡng mộ khi dung hòa được mối quan hệ giữa con riêng và ông xã trẻ tuổi. Trên mạng xã hội, Lê Phương thường xuyên chia sẻ về niềm hạnh phúc mình đang có. Lê Phương đang hạnh phúc khi ông xã kém tuổi đồng hành cùng con riêng từ trường học. Cho đến yêu thương con ở đời thường, mới đây nữ diễn viên đăng tải hình ảnh gia đình hạnh phúc kèm lời dẫn từ bài báo Nhân ngày của cha. Cái ràng buộc con và cha không phải là dòng máu mà chính là tình yêu vĩ đại của cha theo con suốt cuộc đời. Chia sẻ ràng buộc giữa cha và con không phải là dòng máu mà là tình yêu đã đưa Lê Phương vào thị phi. Một số cư dân mạng cho rằng nữ diễn viên đang khoe khoang thái quá về hạnh phúc mà mình đang có. Đối diện với lời lẽ mỉa mai từ Antifan, bà xã Phạm Trung Kiên nghe gắt đáp trả. Dòng trích dẫn và hình ảnh đều từ bài báo mình thích bài viết bởi sự tử tế thì xe về cho cả nhà xem. Tiếp cận với những điều tốt đẹp sẽ khiến cuộc đời nhẹ nhàng tươi sáng hơn, còn miệng mở ra cứ quăng toàn rơm rác thì cuộc đời cũng chỉ quanh quẩn với đống rác rơm, vậy thôi. Bởi vậy Phương xóa hết bình luận gây sự nhé, nhà mình không nên chứa rơm rác nhé. Lê Phương xóa hết bình luận mỉa mai đồng thời đáp trả gây gắt anti-fan. Một người chị em đã xoa dịu Lê Phương. Mình hạnh phúc, đầy người không thích, em thương ông bà nội ngoại sinh ra bé bông là được rồi. Đáp lại, nữ diễn viên nhẹ nhàng bày tỏ dạ chị, báo viết bài tử tế mình xe về cho đẹp đời mà nhiều người xấu tính quá. Lê Phương từng có cuộc hôn nhân với Quách Ngọc Ngoan, tuy nhiên cả hai đã đường ai nấy đi, dù có một con trai chung. Khép lại cuộc hôn nhân dang dở đầy ồn ào, diễn viên tìm được tình yêu bên ông xã kém 7 tuổi Phạm Trung Kiên. Cuộc hôn nhân đủ lệch của Kiên Phương từng là chủ đề đàm tiếu của nhiều người. Vượt qua tất cả, cặp vợ chồng ngôi sao xây dựng tổ ấm. Hiện tại Lê Phương đang ở trong tháng cuối thai kỳ, chuẩn bị hạ sinh con gái cho Phạm Trung Kiên. Chưa biết Mai Tài Phến yêu sau nữ này là thật không? Cư dân mạng đã tranh cãi đỏ mặt người thứ ba bất ngờ bị gọi tên. Cư dân mạng liên tục cãi nhau về những hình ảnh hẹn hò của Mai Tài Phến và sau nữ này. Ngày hôm qua, cái tên Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chiếm sóng trên mọi mặt báo, lẫn các trang mạng xã hội. Những hình ảnh hẹn hò tình tứ của cả hai khiến cả showbiz chấn động. Ngay lập tức, cư dân mạng cũng vào cuộc và nổ ra tranh cãi không ngừng nghỉ, vô cùng quyết liệt. Đại bộ phận fan của Mỹ Tâm bày tỏ ý kiến ủng hộ mọi quyết định của thần tượng bởi họ tin tưởng một người thông minh, bản lĩnh và thấu đáo như Mỹ Tâm sẽ có lý do thuyết phục để chọn người đàn ông cho mình. Mặt khác, một số ý kiến cho rằng Mỹ Tâm đã có quá nhiều sự nổi tiếng giàu có nên chỉ cần con tim rung động là đủ. Trong khi đó, một bộ phận không nhỏ cư dân mạng lại kịch liệt phản đối chuyện tình lệch tuổi này. Lý do được đưa ra là Mai Tài Phến nhỏ tuổi, kém nổi tiếng, không giàu có, khó so bì với Mỹ Tâm. Thậm chí nhiều cư dân mạng còn khẳng định nam diễn viên chỉ lợi dụng và ăn bám tên tuổi Mỹ Tâm để nổi tiếng. Họ còn đặt nghi vấn Mai Tài Phến là người đứng sau việc chụp lén cảnh hẹn hò, vì trong clip quay lén có một số đoạn nam diễn viên đã nhìn thẳng vào ống kính. Tuy nhiên, đây chỉ là suy đoán. Đau lòng, tôi chỉ đau lòng là thật giả sao không rõ. Sao chị Tâm cứ để người ta gán ghép với ông này hoài, ông này cứ điểu điểu giả tạo thế nào ấy.
Hôm bữa nghe ghẹo chị Tâm với Phến trong Người Bí Ẩn tưởng giỡn ai dè thiệt. Sướng hay không Mỹ Tâm tự biết, sao cứ phải ngồi nói nhỏ. Nếu tụi bay có bồ mà ai cũng kêu bồ mày không sướng với mày xem buồn không. Là fan thì nên tôn trọng cuộc sống riêng tư thần tượng. Chừng nào Mai Tài Phến bị tố làm trai bao hay nó làm gì Mỹ Tâm thì hãy chửi. Còn giờ sướng hay không Mỹ Tâm tự biết. Ôi dồi ôi các cô ơi, chị Tâm của người thương là tôi mừng lắm rồi, chứ chưa cần đẹp xấu gì. Sao không ưa nổi ông Phến này nhỉ? Thấy có gì nổi bật đâu, toàn dựa hơi mấy chị nổi tiếng. Miễn hạnh phúc là được bạn ạ, sướng hay không không do mình nghĩ đâu. Tao buồn cho anh Hưng của tao quá, tại sao anh Hưng đợi chục năm thanh xuân chỉ dành trái tim cho chị Mỹ Tâm mà chị lại không cần, buồn quá. Cư dân mạng nổ ra ruột canh cãi nảy lửa về chuyện tình Mai Tài Phến và Mỹ Tâm. Bất ngờ hơn câu chuyện Mỹ Tâm Mai Tài Phến, nhưng cư dân mạng vẫn réo tên nhân vật thứ ba, người đó không ai khác là Đàm Vĩnh Hưng. Họ cho rằng xét về mọi mặt, Đàm Vĩnh Hưng xứng với Mỹ Tâm hơn Mai Tài Phến. Một số tỏ ra buồn bã thay chồng Hoàng Nhạc Việt vì đã theo đuổi Mỹ Tâm từ rất lâu, thậm chí tuyên bố nếu không cưới được Mỹ Tâm thì sẽ không cưới ai khác. Giờ thì nam ca sĩ đành ngậm ngùi, nhìn người trong mộng bên người khác kém mình mọi mặt. Đàm Vĩnh Hưng lại là cái tên bị nhắc đến nhiều nhất trong câu chuyện này. Dù hiện tại không biết câu chuyện hẹn hò Mỹ Tâm Mai Tài Phến thật hư thế nào, nhưng ai cũng thấy cuộc khẩu chiến của cư dân mạng vẫn đang nóng hổi và kịch liệt từng ngày.